Kính chào quý đồng nghiệp, tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang. Ngày hôm nay để tiếp tôi để tiếp nối chuyên đề chăm sóc sức khỏe trên bệnh nhân đái tháo đường. Hôm nay tôi xin trình bày về chuyên đề trầm cảm trên bệnh nhân đái tháo đường. Về nội dung trình bày sẽ được đi qua 4 phần. Thứ nhất, tổng quan, thứ hai, cơ chế sinh bệnh học, thứ ba, tiếp cận bệnh nhân trầm cảm, thứ tư, ca lâm sàng minh họa. Đái tháo đường là một trong những căn bệnh mãn tính thường gặp nhất và đem lại nhiều khó khăn cho cuộc sống của người bệnh. Nếu như mà người bệnh đái tháo đường còn mắc thêm trầm cảm thì cuộc sống của họ cũng như sức khỏe gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Ở những bệnh nhân trầm cảm thường sẽ bị rối loạn về giấc ngủ, rối loạn ăn uống, giảm vận động. Và những điều này đều ảnh hưởng rất lớn đến điều trị đái tháo đường. Do đó, điều trị chống chồng, điều trị trầm cảm trên bệnh nhân đái tháo đường là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết. Thứ nhất về tổng quan, Tỷ lệ trầm cảm ở nữ luôn luôn lớn hơn nam với tỷ lệ khoảng từ 1,6 cho đến 3,1. 40% bệnh nhân trầm cảm là trước 20 tuổi, 50% là từ 20 cho đến 50 tuổi và 10% là sau 50 tuổi. Ở những bệnh nhân ly hôn, ly dị hoặc sống khép kín sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm trên bệnh nhân. Theo báo cáo của WHO, và tỷ lệ trầm cảm trên dân số chung khoảng 4,4% tỷ lệ đái tháo đường là khoảng 8,5% và tỷ lệ trầm cảm trên bệnh nhân đái tháo đường sẽ tăng cao với khoảng tỷ lệ từ 10 cho đến 15%. Tuy nhiên có những nghiên cứu cho thấy được rằng lên tới 60% tùy vào thiết kế nghiên cứu và phương pháp đánh giá. Về triệu chứng của trầm cảm, trầm cảm thường có 9 triệu chứng chính, đó là thứ nhất, khí sắc trầm cảm. Khí sắc trầm cảm ở đây bệnh nhân thường sẽ báo cáo cảm thấy cảm thấy buồn, chán nản, Um, vô vọng cảm thấy trống rỗng vân vân và 60 bệnh nhân trầm cảm sẽ phủ nhận là cảm giác buồn thì thông qua cái việc là quan sát của những người xung quanh quan sát trong quá trình thăm khám bệnh nhân xúc động bệnh nhân khóc thì cũng có thể được đánh giá là khí sắc trầm cảm bên cạnh đó việc giảm hứng thú của bệnh nhân cũng là một trong hai tiêu chuẩn bắt buộc phải có một trong hai tiêu chuẩn yêu cầu phải có để chẩn đoán trầm cảm. Bên cạnh đó có những triệu chứng khác như rằng thay đổi cân nặng hoặc cảm giác ngon miệng, bệnh nhân có thể thích ăn nhiều hơn hoặc là cảm giác chán ăn, bệnh nhân có thể thay đổi cân nặng là có thể tăng cân hoặc giảm cân khoảng 5% trong vòng 1 tháng. Bệnh nhân gặp rối loạn về giấc ngủ, bệnh nhân có thể ngủ nhiều hoặc là bệnh nhân ngủ ít mất ngủ thì mất ngủ được phân ra là mất ngủ đầu hôm, giữa đêm và cuối hôm. Mất ngủ đầu hôm được định nghĩa là thời thời gian mà bệnh nhân từ lúc lên giường cho đến khi vào giấc thì mất khoảng lớn hơn 30 phút. Và thời gian lên giường này chỉ là thời gian để bệnh nhân đi ngủ không tính đến những thời gian mà bệnh nhân xem điện thoại, xem tivi, vân vân và mất ngủ mất ngủ giữa đêm được định nghĩa đó là bệnh nhân khó duy trì về giấc ngủ, bệnh nhân thường hay thức giấc về giữa đêm. Và mất ngủ cuối hôm thì không có một cái định nghĩa chính xác và rõ ràng về mất ngủ cuối hôm thì DSM 5 mô tả mất ngủ cuối hôm được xem là tổng thời gian ngủ nhỏ hơn 6 tiếng rưỡi cộng với thời gian bệnh nhân thức dậy sớm hơn so với trước đây 30 phút và một triệu chứng khác cũng hay thường gặp đó là rối loạn về tâm thần vận động, bệnh nhân có thể kích động hoặc chậm chạp. Kích động ở đây có thể từ những cái hành động rất là nhỏ, bệnh nhân có thể là uh, cào tay, xoắn vặn tay chân, nhịp chân, vuốt tóc, vân vân cho đến là những hành vi kích động gây hấn thì hoặc là một có số một số bệnh nhân lại thiên hướng về chậm chạp họ có thể suy nghĩ chậm vận động cũng chậm chạp hơn họ có thể là nói nhỏ nói chậm và những giọng nói rất đơn điệu và bệnh nhân trầm cảm còn có thể cảm giác người mệt mỏi và thiếu năng lượng cảm giác bản thân không có giá trị cảm giác bản thân như là gánh nặng của mọi người xung quanh bệnh nhân kém tập trung khó ra quyết định tính do dự nhiều hơn và những suy nghĩ về cái chết, những suy nghĩ ở đây có thể ở mức thụ động, đơn giản là một sớm mai bệnh nhân thức dậy bệnh nhân không còn cảm giác là ờ à, muốn thức dậy nữa, hoặc là cảm giác cuộc sống không còn gì đáng để sống nữa và thậm chí là có những cái mức độ nặng nề hơn bệnh nhân lên những cái kế hoạch tự sát, thử tự sát và tự làm đau bản thân mình. Về cơ chế sinh bệnh học đây là một mô hình cho thấy được cơ chế sinh bệnh học thần kinh cơ bản gây ra à, rối loạn trầm cảm chủ yếu chúng ta có thể thấy được rằng stress hoặc là đặc biệt là những cái stress và đầu đời bệnh nhân có thể khiến cho bệnh nhân là thay đổi về mặt thường di truyền ảnh hưởng đến cái việc mà thay đổi gen gây ảnh hưởng gây tác động đến uh, uh, chu kỳ giấc ngủ rồi uh, rối loạn về uh, rối loạn về nhịp sinh học nè, rối loạn về um, kích hoạt miễn dịch, rối loạn về trục hạ đồi tuyến yên và tuyến nội tiết, rối loạn về các quá trình mà truyền tín hiệu. do đó những cái điều này cũng sẽ gây góp phần và ảnh hưởng gây ra bệnh trầm cảm. Đây là một cái hình ảnh học về thần kinh mô tả cho chúng ta thấy được rằng đó là sự khác biệt giữa bệnh nhân trầm cảm và bệnh nhân không có trầm cảm thì ở những người mà không mắc có trầm cảm á cái hoạt động về não bộ của họ vẫn nhiều hơn tốt hơn so với nhóm trầm cảm mình cũng sẽ thấy được rằng cái hoạt động não bộ trầm cảm giảm đi nhiều so với nhóm không trầm cảm. À, đây một cái hình ảnh cho chúng ta thấy một cái cơ chế về uh, trầm cảm một cách đơn giản cho chúng ta dễ hình dung hơn. Thì đây là cái cơ chế về neuron thần kinh thì mình cũng sẽ thấy là ở những cái synapse thần kinh ở đây thì những cái chất dẫn truyền thần kinh cụ thể đó là dopamine, norepinephrine và serotonin. Thì ở những người trầm cảm họ có sự suy giảm những chất dẫn truyền thần kinh so với những người bình thường không có trầm cảm. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng thuốc để điều trị chống trầm cảm trên bệnh nhân là giúp phục hồi lại các chất dẫn truyền thần kinh. Và đây vậy thì sự giữa đái tháo đường và trầm cảm có mối liên quan như thế nào thì đây là một cái hình chúng ta sẽ mô tả lại cái quá trình mà phản ứng stress của trục hạ đồi tuyến yên và thường thận chúng ta thấy được rằng ở cái vùng hạ đồi nè khi mà có stress thì vùng hạ đồi nó sẽ kích hoạt cho phóng thích chất crf và giúp cho kích hoạt cái vùng tuyến yên tăng tiết cái ACTH rồi tác, tác động đến tuyến thường thần tăng tiết glucocorticoid và glucocorticoid này sẽ sẽ quay ngược lại vùng hạ đồi để feedback lại để ngừng cái chu trình kích hoạt thì bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy thêm được rằng đó là ở hạnh nhân và hồi hải mã cũng tạo một cái feedback âm đến cái chu trình này đây, ở những người mà họ có cái stress mãn tính thì trục hạ đồi tuyến yên và tuyến thượng thận họ sẽ sẽ tăng tiết làm tăng glucocorticoid quá mức trong một thời gian dài sẽ gây làm tăng teo cái hồi hải mã và khi mà teo hồi hải mã này lại feedback ngược lại là giảm cái giảm cái việc feedback âm lên cái vùng hạ đồi. Cho nên đối với những bệnh nhân mà có stress tăng glucocorticoid mãn tính sẽ gây tăng nguy cơ teo hồi hải mã và cũng sẽ làm tăng nguy cơ phát triển những rối loạn tâm thần sau này, đặc biệt là rối loạn trầm cảm chủ yếu đây là cho thấy một cái sô đồ cho thấy được là mối liên quan giữa trầm cảm mà đái tháo được đối với cái rối loạn về trục hạ đồi tuyến yên và tuyến thượng thận thì đã được mô tả phần phía trước thì chúng ta sẽ tiếp đến cái rối loạn về chu kỳ giấc ngủ ở những bệnh nhân trầm cảm họ thường sẽ có rối loạn về chu kỳ giấc ngủ mà chúng ta cũng đã được biết rằng những cái rối loạn về chu kỳ giấc ngủ sẽ gây ra làm tăng đề kháng insulin dẫn đến tăng đường huyết và những cái nghiên cứu gần đây cũng cho thấy được rằng đó là cái việc rối loạn trầm cảm chủ yếu cũng gây ra tăng đề kháng insulin tăng đường huyết ở những bệnh nhân trầm cảm thường sẽ có những cái phản ứng viêm thì những cái phản ứng viêm nó cũng gây ra sự đề kháng insulin tăng đường huyết dẫn đến những thay đổi về tính mềm dẻo của thần kinh tăng nguy cơ về trầm cảm sau này. do những cái tác động tiêu cực đến sức khỏe của mỗi người và cả hệ thống chăm sóc sức khỏe đã có nhiều nghiên cứu về cái mối liên quan giữa trầm cảm và đái tháo đường đều cho thấy được rằng cả hai bệnh đều có thể có những cái căn nguyên chung rồi bệnh đái tháo đường sẽ làm tăng tỷ lệ hiện mắc hoặc là nguy cơ mắc của trầm cảm sau này và rối loạn trầm cảm chủ yếu thì hoặc là bệnh trầm cảm nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc hoặc là tỷ lệ mắc của đái tháo đường sau này do đó việc điều trị trầm cảm trên bệnh nhân đái tháo đường rất là quan trọng. Vậy thì để tiếp cận một cái bệnh nhân trầm cảm thì như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta vẫn sẽ phải là chẩn đoán cho những xét nghiệm đánh giá độ nặng và điều trị. Về chẩn đoán bằng phương pháp thứ nhất là chúng ta có thể tầm soát. Tầm soát ở đây chúng ta có thể sử dụng những cái thang đo về trầm cảm chuyên biệt như là BHQ9, Hamilton D17 hoặc là thang Bách thì ở đây chúng tôi tôi xin mô tả về một cái thang đo về BHQ9 đó là gồm có 9 câu và thời gian thực hiện chỉ có khoảng tầm từ 5 cho đến 7 phút thôi và cái kết up thì trên dân số chung cái kết up của BHQ9 là lớn hoặc bằng 5 điểm tuy nhiên ở bệnh nhân đái tháo đường cái kết ốp này sẽ lớn hơn và lớn hơn hoặc bằng 12 điểm với độ nhạy là 75,7% và độ đặc hiệu là 80%. Và để chẩn đoán một bệnh nhân có rối loạn trầm cảm chủ yếu hay không thì chúng tôi sẽ sử dụng chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 gồm có 5 tiêu chuẩn A, B, C, D và E. Tiêu chuẩn A gồm có 5 trên 9 triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tuần và có sự thay đổi chức năng so với trước đây. Tiêu chuẩn B gây ảnh hưởng đáng kể đến chức năng, nghề nghiệp và xã hội của bệnh nhân. Tiêu chuẩn C không do một tình trạng y khoa khác thuốc hoặc chất gây ra. Tiêu chuẩn D không được giải thích tốt hơn bởi các rối loạn tâm thần khác. Và tiêu chuẩn E không có giai đoạn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ không có bất kỳ một cận lâm sàng nào giúp chúng ta chẩn đoán được trầm cảm hay không. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân trầm cảm, chúng ta thực hiện cận lâm sàng để thứ nhất để chẩn đoán phân biệt với những cái rối loạn mà có thể gây ra những triệu chứng tương tự hoặc giống với trầm cảm như là suy giáp, suy thận thận hoặc thiếu máu. Đồng thời, bên cạnh chẩn đoán, chúng ta còn làm một baseline dành cho điều trị vì chúng ta cũng biết rằng những cái rối loạn trầm cảm chủ yếu sử dụng thuốc và điều trị thuốc đều có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, chức năng thận, lipid máu, gluco máu, vân vân. Về điều trị, về điều trị chúng ta cũng sẽ giống như những cái rối loạn mà mãn tính hoặc những rối loạn khác, điều trị cũng sẽ đi qua hai giai đoạn, giai đoạn cấp và giai đoạn duy trì. Mục tiêu ở giai đoạn cấp là để chúng ta hết triệu chứng và mục tiêu ở giai đoạn duy trì là để phòng ngừa tái phát và liệu pháp điều trị thì chúng ta có thể sử dụng tâm lý trị liệu hoặc hóa dược trị liệu hoặc cả hai về mặt hóa dược trị liệu thì việc lựa chọn thuốc hàng đầu chính là SSRI có thể sử dụng sertraline, fluoxetine hoặc escitalopram SNRI cũng an toàn tuy nhiên ít bằng chứng bên cạnh lựa chọn thuốc chúng ta cần phải đánh giá đường huyết của bệnh nhân và theo dõi đường huyết h HbA1c khi khởi đầu điều trị thay đổi thuốc và sau khi ngưng điều trị và đây sau đây là một cái số tác động của các thuốc chống trầm cảm lên đường huyết. Ở nhóm thuốc SSRI tác động tốt lên đường huyết, giảm nhu cầu sử dụng insulin, cải thiện được HbA1c. Nhóm thuốc SNRI không gây ảnh hưởng lên đường huyết và cân nặng, tuy nhiên lại ít bằng chứng. Nhóm thuốc chống trầm cảm ba vòng giúp làm tăng ngon miệng, tăng cân tuy nhiên lại gây tăng đường huyết ở bệnh nhân. Nhóm metformin gây tăng đường huyết, tăng HbA1c và tăng BMI ở bệnh nhân theo được theo dõi trong vòng 1 năm. Vậy thì chúng ta thường... Vậy thì điều trị trầm cảm thì sau bao lâu tôi đánh giá và tôi đánh giá như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ lưu ý một số định nghĩa baseline được định, chúng ta sẽ được xem như là thời gian mình bắt đầu liều điều trị chống trầm cảm cho bệnh nhân Hiệu quả sớm được đánh giá là hiệu quả hơn từ 20 cho đến 30%. Đáp ứng được xem là 50%. Thay đổi so với chịu, giảm triệu chứng so với baseline. Và lui bệnh có nghĩa rằng giảm triệu chứng 100% so với baseline. Vậy thì khi nào tôi đánh giá thì khi vào thời điểm chúng ta bắt đầu điều trị được xem là thời điểm không baseline thì khi đó chúng ta sau 2 tuần chúng ta đánh giá bệnh nhân có đạt được hiệu quả sớm hay không nếu như đạt được điều hòa hiệu quả sớm chúng ta tiếp tục sử dụng liều điều trị đi lên tới tuần thứ tư sau tuần thứ tư chúng ta đánh giá lại xem bệnh nhân có đạt được cái nhu yêu cầu là có đáp ứng hay không tức là giảm 50% triệu chứng thì tiếp tục chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân tiếp và sử dụng thuốc đang điều trị cho đến tuần thứ 8 mình đánh giá lại coi bệnh nhân có đạt được lui bệnh hay không. Sau khi bệnh nhân đạt được lui bệnh tức là bệnh nhân hết triệu chứng, chúng ta duy trì thuốc từ ít nhất là khoảng từ 6 cho đến 9 tháng đối với những bệnh nhân ít nguy cơ tái phát và ít nhất là 2 năm đối với những bệnh nhân có nhiều nguy cơ tái phát như là bệnh nhân đã tái phát nhiều giai đoạn, bệnh nhân có nhiều giai đoạn trầm cảm nặng như là loạn thần, tự sát, ảnh hưởng đến chức năng nghề nghiệp đáng kể. Và đây là một cái trầm cảm mãn tính, có nghĩa là trầm cảm này đã kéo dài ít nhất là 2 năm. Bệnh nhân có thể đi kèm với những tình trạng y khoa khác hoặc có một cái rối loạn loạn thần khác. Có nhiều triệu chứng tồn dư và mỗi lần bệnh nhân bắt đầu điều trị vừa vô cùng khó khăn. À, tôi xin trình bày một cái ca lâm sàng minh họa thì một bệnh nhân nữ 56 tuổi đến khám vì mất ngủ thì tại thời điểm bệnh nhân đến khám là đây thì trước đó 8 tháng thì bệnh nhân khó bị mắc Covid-19 Sau khi bệnh nhân đã khỏi rồi thì bệnh nhân cảm giác buồn, giảm hứng thú, ăn uống không ngon miệng Thường hay bỏ bữa, cảm giác người mệt mỏi, mất năng lượng, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm ở trong phòng Khó tập trung, khó suy nghĩ và hay quên Bệnh nhân hay suy nghĩ cảm giác bản thân mình là gánh nặng của gia đình, của con cái Tự trách bản thân rất là nhiều Thường hay nghĩ về cái chết nhưng mà bệnh nhân phủ nhận những kế hoạch tự sát về tiền căn bệnh nhân đái tháo đường 3 năm nay, đường huyết không ổn định, đang điều trị với metformin và dapagliflozin. À, chưa ghi nhận tiền căn hưng cảm và hưng cảm nhẹ hoặc là một cái rối loạn tâm thần khác trước đây. Ngày thăm khám thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, định hướng lực đúng bản thân, không gian và thời gian, vẻ mặt bệnh nhân buồn, bệnh nhân nói rằng cảm thấy rất là buồn, bệnh nhân khóc trong quá trình thăm khám, hai tay bệnh nhân trà sát vào nhau, tâm giọng nhỏ, đều, đơn điệu, trả lời vào nội dung câu hỏi, phủ nhận hoang tưởng, ảo giác, ăn uống không ngon miệng, khó ngủ, các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Về các kết quả xét nghiệm thì về gluco máu đói thì 15,5 mmol trên lít, HbA1c là 9.4, các xét nghiệm khác thì chưa ghi nhận bất thường. Trên bệnh nhân này dựa vào tiêu chuẩn chuẩn đáng DSM-5, bệnh nhân có tiêu chuẩn A năm trên 9 triệu chứng kéo dài ít nhất là 8 tháng. Tiêu chuẩn B, ảnh hưởng đáng kể đến các chức năng nghề nghiệp xã hội của bệnh nhân. Tiêu chuẩn C, không do tình trạng y khoa khác hoặc là chất gây ra. Tiêu chuẩn D, không được ghi, không được giải thích tốt hơn bởi rối loạn tâm thần khác. Và tiêu chuẩn E, chưa ghi nhận giai đoạn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ. Do đó, trên bệnh nhân này, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân mắc rối loạn trầm cảm chủ yếu trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Về đánh Về đánh giá trên bệnh nhân này, à, chúng tôi sử dụng thang đo BHQ-9 phiên bản tiếng Việt, tổng điểm của bệnh nhân là 25 điểm. Thì về lựa chọn thuốc thì ở bệnh chống trầm cảm trên bệnh nhân này thì mình vẫn sẽ sử dụng first line trong điều trị trầm cảm à, ít ảnh hưởng đến đường huyết, ít tương tác với các thuốc điều trị đái tháo đường thì chúng tôi sử dụng lựa chọn đó là sertralin 50 mg một viên uống sáng. Rồi, trên bệnh nhân này tại thời điểm baseline, cái thang BHQ9 cho thấy bệnh nhân tổng là 25 điểm. Sau 2 tuần đánh giá, bệnh nhân BHQ9 19 điểm đạt được hiệu quả sớm. Chúng tôi duy trì liều sertralin 50 mg một viên uống sáng tiếp tục cho đến tuần thứ tư thì bệnh nhân đã đánh giá lại BHQ9 của bệnh nhân là còn 11 điểm. Do đó chúng tôi đánh giá bệnh nhân đạt được đáp ứng. Sau khi đó thì chúng tôi tiếp tục duy trì liều này để đánh giá đến tuần thứ 8 thì đánh giá lại thang đo BHQ9 còn không điểm. Do đó chúng tôi chuyển bệnh nhân sang tiếp tục là giai đoạn duy trì thuốc để tránh tái phát sau này. Rồi. trầm cảm không đơn thuần chỉ là một rối loạn về tâm lý, trầm cảm nó còn đó ảnh hưởng đến những rối loạn về thần kinh, rối loạn đường huyết và rối loạn à, khác trong cơ thể. Điều trị tốt trầm cảm trên bệnh nhân đái tháo đường giúp cải thiện tốt chất lượng cuộc sống dành cho bệnh nhân. Sertralin, Escitalopram, Fluoxetine được xem là first line trong điều trị trầm cảm trên bệnh nhân đái tháo đường. Tôi xin chân thành cảm ơn.